Mọi người đang bàn tán gì vậy? Không biết bạn nữ đến đây vì ai hả? Bạn nữ nói một cái câu chốt là cool ngầu. Thì em đang nghĩ là Phú Thịnh hôm nay đang vô một cái trang phục rất là cool ngầu. Không, Phú Thịnh là style cứng đầu chứ đâu phải là cool ngầu. À, cứng đầu cứng cổ. Những người mà hay xăm mình để tóc đủ màu thật ra là những người rất là bộc trực. Tại vì họ muốn là họ làm liền, họ rất là đơn giản, đúng không? Đó là những cái người nào mà nói thẳng thắn có vẻ như rất là ồn ào nhưng thật ra họ là người không có em nha Thịnh. Em chỉ là xăm mình nhiều thôi. Không, em nè, em bộc trực mà, em thẳng thắn mà. Cái từ thẳng thắn này nghe hơi nhỏ. Anh Thịnh là anh bột chộp nha. Sao hiểu là thông cảm. Em hiểu, em nghĩ sao về anh? Anh hả? Thôi, hai tối về nhà anh. Hơi gồm. Tối lại tối về nhà anh đấy. Tối về nhà anh á. Thôi rẽ hướng qua anh Quang. Để xem mũi tên sẽ dừng lại ở ai thì người đó sẽ làm true or dare. Thật hay thách? Anh ở nào? Nhân vật chính là Càng rồi đây. Anh ở nào? Thôi dọn xong rồi. Ai đây? Phú Thịnh à? Không phải. Em qua xa rồi. Xong rồi. Ồ, Otis. Otis rồi. Yeah. Ê! Anh Phú Thịnh. Ôi, ngay cái người có nhiều bí mật nhất nhờ. Thế nhờ. Mọi người phải chuẩn bị câu hỏi ngay thôi. Nào Phú Thịnh ơi, xin mời bạn đứng lên ạ. Bạn lên đứng ngay đây trước cái vòng tròn của tất cả các anh em về vòng tròn định mệnh. Mà thề phải nói thật nha. Đây. Bây giờ mình hội ý kiểu gì mọi người? Khoan, nhưng mà chị cho anh ấy chọn xem là anh ấy nói thật hay là thử thách đã. Đúng rồi. Tôi sẽ chọn true or dare. True. Thôi, em gan dữ vậy hả? Dạ, em không có bí mật gì cả. Lỡ mấy bạn hỏi em những cái câu tế nhị thì sao? Thì em trả lời luôn. Ôi. Ôi, thế thì số này đặc biệt mình phá luật nha, mỗi người hỏi một câu. Ồ, được rồi nha. Nhưng câu hỏi không được quá dài, phải nhanh thôi. Ok. Nhanh là chỉ là có hay không hoặc là đúng hay sai thôi nhá. Rồi. Có hay không đúng hay sai thôi, đỡ lộ bí mật. Dạ, ok. Mà cậu cũng tường trình là không dài dòng lắm. Xin mời Minh Hưng bắt đầu một câu hỏi, chỉ có được trả lời là đúng hay sai, có hay không thôi. Dạ. Đức ứng đi. Ôi trời ơi. Em hỏi cái gì cũng được. Anh tắm kỳ cọ chỗ nào trước? À, anh kỳ nát trước cưng. Nát à? Hết, mời Đức Anh. Lần lâu nhất mà anh không tắm là mấy ngày? Một buổi. Ôi, vẫn sạch sẽ. Một ngày anh tắm 4 ngày 4 lần lận. Rồi, Phương Đông, cho em hỏi là anh có đang đi giày độn không? Ừ, mình có độ nhẹ xíu à. Nhẹ à? Xíu không? Thấy đang đu. Cho em hỏi là anh có tắm trắng không? Không tắm trắng. Mình hỏi cái gì liên quan ngoài khác đi. Mời số hô. Nếu bạn đi sau một bạn gái, bạn nhìn cái gì của bạn gái đó? Mình nhìn đàn ông đích thực, nhìn ngực đầu tiên. Ôi. Đi đằng sau. Nhưng bạn đi ngoài sau mà. Đằng sau cơ mà. Em nhìn nè, em đi sau rồi em sao em nhìn cũng được. À, anh đi sau ạ? Không, em trả lời thật những gì mà em nhìn đầu tiên. Là nếu mà đi sau thì em nhìn mông. Thật hả? Ok. Otis à, hỏi một câu thật là trưởng thành xem nào. Câu gì trưởng thành ta? Tối ngủ có mặc đồ không? Không. Trời. Có mặc đồ không? Dạ không ạ. Dạ không mặc cái gì luôn? Em không mặc bất cứ gì trên người cả. Nghe em thấy ngủ vậy nó sẽ thoải mái hơn. Với lại em thích ngủ mà kiểu có cái ra giường rồi cái chăn mà nó kiểu nó phi bóng đó, nó lụa nó mát. Em thích nó trơn trượt. Nhưng mà vậy trúng gió lắm anh Thịnh. Không, anh nằm máy lạnh nhiệt độ vừa phải. Em sợ anh già bẻ thôi. Rồi bây giờ rời phòng ngủ của Phú Thịnh qua bên anh Quang. Anh Quang hỏi một câu chấn động lên anh Quang. Nào mọi người nghe anh Quang hỏi nào. Tại vì em hay thấy từ lúc đến bây giờ anh toàn hỏi Otis, rủ Otis về nhà ấy, buổi tối ấy. Em không biết là anh có tình cảm gì đặc biệt với Otis không anh? Anh rất là yêu thương Otis. Có trên mức không? Có trên mức quá yêu thương không anh? Trên mức tình bạn, anh rất là yêu thương Otis. Trên mức tình bạn à? Trên tình bạn rồi nhá. Là một người em rất là anh yêu thương đúng không? Đúng rồi. Đúng, chấp nhận. Minh Hưng, kết sổ nào. Em suy nghĩ từ vừa nãy giờ rồi. Em có một câu hỏi. Đó chính là trên người của con gái của anh. Hả? Trên người phụ nữ. À ok. Con gái của anh thích bộ phận nào nhất? Tóc. Không, thật. Tóc nhất. Được không? Không anh. Tóc nhất. Chứ Minh Hưng thích cái gì? Minh Hưng bữa giờ hỏi toàn là mấy bộ phận không à? Ừ. Em riêng bản thân em thích xương quai xanh nhất. À, là em thích gầy. Không, chỉ cần có xương quai xanh là được. Thì gầy mới có xương quai xanh đó cưng. Ai mà không có xương quai xanh em, ai cũng có xương hết đó. Phải thấy rõ cái đó đúng không? Thấy rõ. Trời ơi, mất cỡ nữa. À, ok. Rồi, cảm ơn Phú Thịnh. Dạ. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố em. Hỏi câu hỏi rất là dễ dàng. Khá lắm. Câu hỏi rất là đơn giản thôi. Ban đầu chọn một người khác, nhưng mà nghe Phú Thịnh tả quá là dễ thương, sexy gợi cảm như vậy, mình chuyển hướng thì sao đúng không nào? Nếu mà được vậy thì em rất là vui. Hoặc là cô ấy chạy luôn. Nếu mà vậy em rất là buồn. Mọi người đang bàn tán gì vậy? Không biết bạn nữ đến đây vì ai hả? Bạn nữ nói một cái câu chốt là cool ngầu. Thì em đang nghĩ là Phú Thịnh hôm nay đang vô một cái trang phục rất là cool ngầu. Không, Phú Thịnh là style cứng đầu chứ đâu phải là cool ngầu. À, cứng đầu cứng cổ. Ở đây ai trẻ nhất nhờ? Em ạ. Đang đu. Phú Thịnh giơ tay thấy sai rồi đó. Ở đang đu em bao nhiêu tuổi? À, em năm nay 22 tuổi ạ. 22, còn Đức Ứng thì sao? Em 23. 23. À. Ồ, vậy em bạn còn lớn hơn mình có 18 tuổi. À. 18 tuổi hả? Lo đi học đi em. Chưa đến tuổi yêu đâu bạn ơi. Vậy ở đây đã có ai từng có thị phi hoặc scandal không mong muốn chưa? Phú Thịnh dơ thì dơ thẳng lên. Ai mà không biết em nhiều scandal. Rồi. Mắc cỡ nữa. Dơ thì dơ thẳng tay. Rồi nghi lắm Phú Thịnh ơi. Thị phi nhất là em chắc chắn. Không, em nhẹ nhàng thôi, không bằng xô hô đâu. Ôi, xô hô mới nhiều. Cái thị phi này nó liên quan tới cái nghề mẫu của em nên nó hơi nhạy cảm một xíu nên em xin phép không được nói. Có gì tối về em kể riêng cho anh nghe cũng được bé ơi. Dạ. Anh hay. Lại tối về à? Cái này là thị phi thôi chứ mà em nghe họ em kể cho Phú Thịnh á là cái thành tin xấu scandal thiệt đó. Em đừng nghe chị Trinh nói, anh sẽ hứa giữ bí mật với em. Anh sẽ chia sẻ với em thôi. Dạ, và em sẽ tin anh. Ok, nhớ Facebook anh nha. No! Đừng dễ tin thế em, đừng dễ tin thế đâu. Đừng. Thí dụ em nên tin là em tin Đức Ứng hoặc là Hải Đăng Đu nè. Đúng rồi. Những người mà hay xăm mình, để tóc đủ màu, thật ra là những người rất là bộc trực. Tại vì họ muốn là họ làm liền. Họ rất là đơn giản, đúng không? Đó là những cái người nào mà nói thẳng thắn có vẻ như rất là ồn ào nhưng thật ra họ là người không có em nha Thịnh. Em chỉ là xăm mình nhiều thôi. Không có tóc trắng. Không em nè. Em bộc trực mà. Em thẳng thắn mà. Cái từ thẳng thắn này nghe hơi nhỏ. Anh Thịnh là anh bộc chộp nhá. Nhưng mà sợ ma xong xem chung với bạn thì mình vẫn thế mà đúng không anh? Sợ ma xong xem chung với bạn thì mình vẫn sợ thôi. Nên là anh cũng không xem. Anh cũng không xem. Thế mốt em xem với anh. No! Ủa Thịnh ơi, sao em gặp ai em cũng rủ về nhà để coi phim rồi này nọ hết vậy, nấu ăn đi ngủ vậy? Đấy. Không, tại vì em thấy bé nó dễ thương. Ủa sao bé đó dễ thương? Ủa gì vậy? Thế là anh phải bảo vệ em rồi. Em muốn kết thân với bé. No! Sau hậu cô biết hình như em bị linh động giới tính đúng không? Khi đó em lung lay thì phải. Không vậy em thẳng hết vậy. Mang luôn. Đây cũng là chai thẳng kính. Chai thẳng kín. Nghe như tả Otis đấy nhở? Ừ. Dạ. Thôi đây thì nãy em có giới thiệu rồi mà em là chai thẳng kín. Đấy vậy là mình chung với nhau à? Em bắt nhau với đó. Anh nghĩ là anh có hai ngày đặc biệt mà anh thấy thích nhất trong năm đó. Em ơi nào? một thôi em. Thôi tại vì hai. Em tham lam quá. Tại vì ngày 8 tháng 3 với 20 cái gì cũng đòi hai. Sao cái gì mà em cũng chọn hai hết vậy? Tại vì 8 tháng 3 với 20 tháng 10 nó chung một ý nghĩa chị. Tại vì em rất thích hoa cho nên là cái ngày đó là thường em sẽ đi mua hoa rồi em đi lựa giấy gói, em sẽ tặng cho những người phụ nữ mà em thương yêu, những người thân của em, đặc biệt là mẹ của em. Thì những hai ngày đó là cái hai ngày em luôn luôn dành thời gian em sẽ đi lựa hoa để tặng mẹ. Rất là ngọt ngào. Sao mà hỏi các bạn xong chẳng thấy cái mùi lãng mạn đâu cả. Người thì thích xăng, người thì thích tiền, người thích xe công nông. Em nói người yêu thì chị không quan tâm tới em. Em có nhiều người yêu quá là biết là mùi em nào. Đâu có ai, nếu có sao em ngồi đây chị. Ai mà biết em chứ. Làm mối tối năm không. Thế anh có thể diễn tả cái mùi người yêu của anh là nó như nào không anh? Đúng rồi. Cái mùi mà cô vừa rồi mới gặp anh đó. Hả? Cái cô mà vừa rồi mới gặp anh đó. Mùi đó hả? Ừ, Covid đó. Ừ, ngon lắm. Mùi Covid có mùi giống dầu xanh với lại gừng xả đúng không em? Dạ đúng rồi, em hít rất 2 tuần lần. Xả gừng chanh. Đúng rồi, xả gừng này kia rồi đó. Xả gừng này nọ đó. Ngày 3 cử, 2 tuần. Hiểu chuyện à? Là biết điều hả em? Không, hiểu chuyện, biết điều thì nó nặng quá chị, hiểu chuyện thôi. À, ví dụ như là em đi chơi với bồ xong rồi bạn ấy hiểu, bạn ấy bỏ qua hả? Dạ không, hiểu chuyện của em là có nghĩa là hiểu được ý anh đúng không? Lẽ em phải giải thích. Sao mà chị lại nói em nói nhiều? Không, tại vì hay ngứa tai lắm. Nhưng mà bây giờ em được giải thích không ạ? Được. Ví dụ như trong thời điểm hiện tại đi. Thì em đang kiểu như em tập trung khá nhiều vào sự nghiệp. Thì có đôi khi là sẽ có những cái lúc mà em hơi vô tâm một chút. Không phải em cố tình. Thì đôi khi bạn nó cần một cái gì đó thì em không thể nào đến bên bạn nó được. Thì em chỉ cần bạn nó hiểu giùm em là tính chất công việc em như thế. Thì thông cảm giùm em thôi. Nhưng mà em gửi ráp được mà em không đến được mà em gửi ráp qua được mà. Không, ví dụ như gặp một cái trường hợp gì đó cần em liền thì sao? Em không nói cái vấn đề mà mình gửi đồ này kia đơn giản với em lắm. Thế á? Dạ. Vâng, việc chấp nhận nhá, hiểu chuyện rồi. Otis, em thấy điều gì? Em nghĩ là sự thấu hiểu. Hiểu chỉ đủ mà phải hiểu thấu và thông cảm thôi đúng không? Đúng rồi, thấu hiểu là thông cảm. Em hiểu, em nghĩ sao về anh? Em hả? Thôi, hai. Tối về nhà anh. Thôi gương. Tối lại tối về nhà anh đấy. Tối về nhà anh á. Thôi rẽ hướng qua anh Quang. Ok, bây giờ chị cho em xin qua lượt một tí được không? Để em được suy nghĩ. Em cứ suy nghĩ lục vài ký ức của mình đi. Anh Phú Thịnh ạ. Đây, Phú Thịnh là chuyên về thả thính này. Đúng rồi, chuyên dạ, thả thính ạ. Dạ, em không biết thả thính lắm. Bây giờ tự nhiên lầu loát không ra, sau hậu Covid cái em cứ bị lắc á chị. Dạ. Lúc này em tự nhiên thấy lắc quá. Đúng rồi, cái hậu Covid đó một cặp. Trời ơi, người ta nhắc cho ông nội làm gì hay lắm. Câu copy, đây là câu copy. Vấn đề là sự chân thành. Đúng rồi, bối rối tại vì anh Quang á không bao giờ mà biết thả thính đó, nên phải đi nhờ Google. Chứ ai như ai kia là lúc nào cũng có thính sẵn hết. Em cũng đâu biết đâu, em nhờ người ta nói em mới biết mà. Thôi em ơi, tại em nhớ nhiều quá em bị lắc não đó. Ừ.